Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn định dạng cái cột ngày chủ nhật thông qua cái tính năng Conditional Formatting như sau. Mình sẽ bôi đen cái vùng chúng ta cần định dạng. Và sau đó mình sẽ vào thẻ Home, mình chọn Conditional Formatting, mình vào New Rule và mình sẽ chọn Use a Formula và mình đặt công thức ở đây, mình sẽ bằng dùng hàm weekday. Sau đó mình trỏ vào cái ô đầu tiên là ở cột H4 này và mình chỉ cần cố định dòng số 4 thôi. Và sau đó mình so sánh có bằng 1 hay không và mình sẽ vào format và mình chọn cho nó một màu tương đối đậm một tí, ví dụ là màu tím này, và mình nhấn ok. Thì khi đó kết quả những ngày nào là ngày chủ nhật sẽ được tô màu. Bây giờ mình chuyển sang tháng khác, đó là tháng 9. Ok, thì cột ngày chủ nhật sẽ chạy theo, chuyển sang tháng 10, tháng 3. Ok, như vậy thì kết quả đó là chúng ta sẽ có cái bảng chấm công được định dạng chuyên nghiệp hơn rất là nhiều.